Hôm nay vườn quýt hồng của anh Sáu Giang đang vào thu hoạch. Đó là ngày tuyệt vời vì anh nhận được thành quả sau một năm vun trồng, vừa tận hưởng không khí xuân Tết đã rộn ràng. Đây, mời. Anh muốn chia sẻ niềm vui này với người thân quanh mình. Quýt tiều, người ở miền Lai Dung còn gọi là quýt hồng, loại trái cây mà họ luôn tự hào vì khó có nơi nào sánh bằng. Hơn nữa, nó mang đến sự ấm no trù phú như chính màu sắc nó mang đến. Cái nghề trồng quýt hồng này á, thì nó cũng gian nan cực khổ, nhưng mà đem cái lợi nhuận thì rất cao cho cái nhà nông và cho bản thân mình. Thì nói chung á, thì trên 20 năm nay làm cái nghề quýt hồng này á, thì nhà cửa, con cái ăn học, thì tất cả các tiện nghi gì cũng là cái lợi nhuận của cây quýt hồng này mà ra. Vào dịp Tết thì không có cái trên cái dĩa ngũ quả chưng thì không bao giờ thiếu cái dĩa quýt hồng được. Nó rất đẹp, lên trên bàn thờ tổ tiên của ông bà mà trong 3 ngày Tết thì rất đẹp. Việc chốt giá, giao kèo ngày thu hoạch giữa nhà vườn với thương lái đã hoàn tất trước đó, có khi cả tháng hoặc lâu hơn. Lệ thường mà nó tập trung mà cao điểm nhất thì nó vô, tức là thì đầu tháng chạp thì nó bán hàng chợ, rồi nó đóng hàng đi mấy tỉnh xa đó, rồi ra miền Trung nữa, rồi bắt đầu vô mà cái Tết á, thì chỉ có cái là mấy cái chợ tỉnh, rồi cái chợ lớn nhất thì cái chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì có hai cái chợ đó thì cái tiêu thụ hàng lớn nhất mà bẻ gỗ nhất là cái ngày từ ngày 25 cho tới ngày 29 Tết, nếu tháng đủ. Nghề quýt hồng này nó cũng trầm bổng lắm. So với những cây khác thì cây quýt hồng thì chăm sóc rất cực khổ, thì chăm chút từng giai đoạn. Khoảng nửa tháng 2 âm lịch, anh Sáu Giang bắt tay vào mùa vụ mới trong năm. Cây đơm bông kết trái nhiều là một khởi đầu tốt lành. Mấy ông già xưa là họ cởi gụng cánh này leo lên cây gụng. Công việc chăm sóc từ ngày cây đơm bông đến ngày thu hoạch kéo dài đằng đẵng 10 tháng trời. Bao áp lực thời tiết thất thường cùng với sâu bệnh luôn là nỗi lo của anh Sáu Giang cũng như nhà vườn trồng quýt. Đầu ngày lấy bông cho đậu trái, từ đậu trái cho tới thu hoạch tức là phải đi theo sát, không có sơ xuất đi một cái điểm nào hết. Như cả tháng này bắt đầu sửa sạn thu hoạch như vậy đó, cái da đang mịn màng mà tám một đám mưa đêm là bắt đầu cái da nó khác liền, nó không có sáng da mà không có bóng đẹp như cái trước đám mưa nữa.
đầu tháng Chạp, gần đến ngày Tết cổ truyền của người Việt, vườn quýt hồng của Sao Giang đã bắt đầu chín. Vườn quýt lâu năm nhưng cây mang trái đều đặn và đẹp ở mỗi vụ quýt Tết là điều mà không phải ai cũng làm được như Sao Giang, nhà vườn giỏi nghề ở Lai Dung, vùng hạ lưu sông Mekong, Việt Nam. Khách nơi phương xa người ta đi nhìn trên đài trên báo thì ta thấy trái quýt hồng người ta rất mê. Đâu có cây gì mà một đi công đi mà tầm đo mà đi chiếm khoảng đi 15-17 tấn đâu. Đâu có cây gì mà đi cái năng suất cao vậy. Có thể thấy sự mãn nguyện của nhà vườn Sáu Giang ở mỗi mùa quýt Tết. Hôm nay là một ngày giáp Tết. Vườn quýt của Sao Giang đã vào thu hoạch. Những trái quýt vàng mỏng là kết quả của bao mồ hôi công sức mà anh cũng như bao nhà vườn ở đây đổ xuống mảnh vườn. Nghề quýt hồng này nó cũng trầm bổng lắm, nó cũng lên xuống nhiều khi hả, đi trúng vườn. Rồi cái thất giá, người giá cả không có bán thì không lời nhiều. Nhưng mà so với những cây khác thì cây quýt hồng thì chăm sóc rất cực khổ, thì chăm chút từng giai đoạn. Dù có thế nào thì anh Sao Giang vẫn nối nghiệp các thế hệ trước với cây quýt hồng truyền thống, bởi nó đã góp phần đem đến cuộc sống ấm no cho nơi này. Cái quýt hồng này thì trúng vô dịp Tết, nó trúng dữ lắm mà nó thất thì mệt mỏi với nó lắm. Thành ra nó cái quýt hồng này cái khó tính rồi, cái da dãy màu mè rồi nó khó hơn. Khó trồng nhưng mà người ta đi không nghĩ tới, tức là người ta sợ đi sau này mai một. Nhưng mà thực tế thì theo riêng tôi ấy, thì tôi cũng còn đam mê cái cây quýt hồng này. Rồi vào dịp Tết thì không có cái trên cái dĩa ngũ quả chân thì không bao giờ thiếu cái dĩa quýt hồng được. Nó rất đẹp, lên trên bàn thờ tổ tiên của ông bà mà trong 3 ngày Tết thì rất đẹp. Thì hầu như là cái cây quýt hồng này không thể thiếu được trên cái bàn thờ tổ tiên của mình. Khi mai vàng rực nở trước sân nhà báo hiệu ngày Tết đến, thì nơi vườn quýt hồng Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp, vùng hạ lưu của sông Mekong cũng đang tất bật mùa thu hoạch, là một nhịp điệu không thể khác hơn. Mà trong cái nông dân mà mở được cái khu mà để mà này tham quan vườn cây ăn trái á, thì tôi thấy rất hay. Đó là một cái điểm là để tự hào cho cái huyện cây ăn trái của mình. Nhưng mà từ hồi mở cái khu du lịch tới giờ á, thì thấy cái khách ở phương xa người ta đến rất đông. Ngoài vườn quýt lâu năm, anh Sáu Giang trồng thêm nhiều cây mới để thay thế những gốc cây già cỗi. Điều mong muốn nhất là làm sao tức là cái trái quýt hồng này, tức là bảo quản cho cái thời gian nó kéo dài chút. Chẳng hạn như nó quá thì dồn chợ mình ngưng lại, là mình bảo quản lại để chẳng hạn như 5-10 ngày thì nó không hư hao. Nói chung là cái bà con nông dân mà trồng được quýt hồng là khá nhờ cây quýt hồng, giàu lên nhờ cây quýt hồng. Ngay dịp Tết mà trúng giá nữa là dân nó phấn khởi lắm. Với anh, mong thuận buồm xuôi gió ở mỗi mùa quýt Tết là ước mơ thường trực. Bởi Tết đến xuân về, có thêm vụ quýt trúng mùa
thì niềm vui ấy được nhân đôi.